chào ông bà cô chú, xin chào ông bà cô chú và các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là mình dẫn con gái của mình ra vườn đi hái trái cây với mình nha. Có gì thu đó. Vi xin chào ông bà cô chú đi con. Xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú khỏe không? Ông bà cô chú khỏe không? Đó, hôm nay Vi ra vườn hái rau với mẹ nè. Hôm nay Vi ra vườn hái gì mẹ? Bí không? Hái bí ha. Bí đó. Hái bí. Rồi bữa hôm là em Văn đi hái ngay. Con gái bây giờ cao hơn mình nè, đã thấy chưa các bạn? Ráng nuôi con, bây giờ con nó cao hơn mình được khúc nào là mình mừng khúc đó các bạn ơi. Rồi bây giờ xin mời các bạn đi theo mình hái trái cây nha. Đây các bạn ơi, đây là vườn bí ngòi của mình. Thì hôm nay mình với con gái mình ra thu hoạch bí ngòi nha các bạn. Thu mấy đợt rồi mà bây giờ nhìn vẫn còn đã mắt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thu bí ngòi từ đây nha. Đó, bí ngòi. Chua cha, Vi tìm xem trái nào được hái. Đó, Vi nhìn đi ha. Trái nào bự không? Đó, đợi mẹ vô mẹ bẻ chung với con luôn ha. Đó. Đâu, trái bí ngòi nữa nè, thiệt ha. Đây một trái bí ngòi bự quá nè các bạn ơi, nhìn đã con mắt chưa? Đó, Vi cho Vi bẻ đó. Đó. Đây có trái bí nè, cho con bẻ đó, bí đầu mùa đó. Bẻ nè các bạn, đây trái bí nhìn ngon chưa? Rồi con bạn đi. Bạn đi. Đó, coi. Wow, trái bí nè các bạn, bí sọc non mướt luôn rồi, con bỏ vô vỏ đi. Trời ơi nhìn nó đã thiệt á. Coi còn trái nào nữa không? Con cầm vỏ đi. Ở đây có trái nào không? Đây trái hơi nhỏ. Rồi đi qua bên này. Wow, trái bí mẹ chồng kìa, non mướt luôn. Đẹp quá chừng. Wow, trái bí căng bóng luôn. Non mướt. Đây, hái được chừng nào rồi bí? Hái mấy trái rồi? Hai cái thôi hả? Vi cười coi. Wow, đã quá, nói bí mẹ chồng ngon quá. Nói thử nghe được. Hả? Nói bí mẹ chồng ngon lắm. Bí mẹ chồng ngon quá. Vi nói tiếng Việt hay quá. Còn cái nào nữa không? Nào này màu gì? Màu vàng. Mẹ tưởng nó màu đỏ chứ. Phải màu vàng hay màu đỏ các bạn. Được trái bí nữa nè các bạn. Đó, bây giờ cho con vặn. Đó, 6 năm về trước vặn bí. Bây giờ wow, được trái bí nữa nè, đã chưa? Vi thích màu nào? Đó. Mấy trái bí đó con thích màu nào nhất? Đây màu xanh. Đâu, con thích màu nào đó? Màu này đó. Con thích màu đó hả? Wow, chút nữa vô nấu đó cho Vi ăn nha. Rồi đi tìm chỗ khác xem có trái gì nữa không. Ô, đây trái nữa nè con. Này, này, cái bí nè. Trời ơi, nó đẹp chưa này các bạn. Vi vặn đi. Con để đây, con vặn đi. 1, 2, 3, vặn. Ôi, nó mặt đi. Wow. Nhìn giống như trái mướp đó các bạn ơi. Đây, con bỏ vô đây. Đó. Rồi, hái chừng đó là đủ nấu bữa canh cho gia đình rồi đó các bạn. Rồi đi tới đây hái tiếp nha. Còn rất là nhiều bí luôn á các bạn. Đó, nhưng mà nó chưa lớn thôi. Bên này có mướp Peru nữa nè. Mướp Peru thì mình dọn đi chỗ khác rồi. Ở đây còn có một cây thôi mình, tại vì nó bò, mình đưa chỗ khác rồi. Các bạn ơi, đây là cây đậu vua mà trời nắng mình ra mình trồng nè các bạn. Bây giờ nhìn nó xem nó xum xê mà nó dễ thương, hết mức dễ thương luôn. Giờ mình sẽ hái nha các bạn xem nè. Có gì đâu hái. Vậy tìm thử có trái gì không con? Có trái gì? Ồ, có trái hả? Đâu? Wow, được một trái đậu. Bé ăn thử con. Ăn được. Ăn được mà chua chua đi. Chua chua đi. Đó, cho mẹ ăn với. Có trái nào không? Hai mẹ con mình bẻ mỗi đứa một trái. Mình đang nhìn sao ra có một trái vậy đâu. Có phía sau có trái nào? Có một trái rồi các bạn. Hai mẹ con chia ra ăn. Đây, để mẹ chua cho. Đó hồi giờ rồi. Nó nhám nhám. Còn nhám nhám. Phải chua cho. Chua. Ăn thử nha. Đây. Để coi nó có cái rau gì không. Để mình tưới rồi. Chim hót hay không các bạn? Nghe chim hót hay ha. Nè, con ăn khúc nè. Cho con khúc nè. Ăn hết nguyên hả? Hả? Ăn thử.
được thì ăn. Ngon ngọt vậy? Ngon. Ừ. Vị thấy sao? Giòn. Giòn, nó ngọt ngọt. Thấy không? Ăn đậu sống rất là ngon luôn. Ngọt. Ồ, trời mát mà ăn thấy đậu thấy đã vậy hả? Dạ, nó ngon. Vì cảm giác thấy thế nào? Vui không? Thấy vui. Thấy vui hả? Dạ. Vui sao con nói chậm vậy? Sao mẹ nói nhanh mà con nói chậm? Tại vì nói tiếng Việt không có rành. Phải không? Người bạn cứ comment nói chị ơi sao chị nói nhanh như con chim nói mà con chị nó nói chậm vậy. Tại vì các bé nói là tiếng Anh, là đi học trên trường là nói tiếng Anh không, về nhà mới nói tiếng Việt, cho nên nó ít dùng tiếng Việt hơn, cho nên nói phải lựa lời mà nói, cho nên cái nói nó sẽ chậm hơn. Với những người mà nói tiếng Việt thông thạo giống như mình thông thạo mà còn bị chửi, còn bị nói mình là nói loạn ngôn nữa. Mình nói rất là thông thạo nhưng mà đôi lúc mình hài hước để cho các bạn vui thôi, mà các bạn nói mình rối loạn ngôn ngữ. Không phải đâu nha các bạn, mình giúp vui thôi. Rồi đi hái cà chua nha. Cây đậu đẹp quá. Wow. Cây đậu này mà áo ba ba mà ôm cây đậu này. Wow. Nó vui gì đâu, trời nắng ấm nữa chứ. Ở đây thôi nha các bạn, đây là vàng cà chua của mình. Cà chua thì hôm nay được vài trái chín nha các bạn. Rồi hai mẹ con vô hái. Vi vô ngồi hái đi con, tìm được có trái nào. Có trái nào không con? Có trái đỏ hả? Wow, cà chua nó chín nè các bạn. Cà chua đầu mùa rồi các bạn, nhìn thấy ham chưa? Đây, trái cà chua giống như là trái cà chua thôi, nó là màu đỏ. Đó. Rồi. Con hái được trái nào đó. Trái đó hả? Con hái đi, hái ăn thử luôn. Đã không? Ổ rất rồi. Chua chua. Quá chừng trái nè các bạn. Đây nữa nè. Chùm chùm nè, bây giờ nó tối quá, mình phải đưa máy gần rồi mới thấy. Trời ơi, mẹ khiên rổ cho Vi hái nè. Đó, Vi hái cà chua kìa đó. Bé quay cà chua để cho các bạn xem nè. Đó, nguyên một chùm luôn, chín được hai trái à. Bên kia chín nữa kìa con, phải không? Ồ, chín nữa rồi. Chín quá chừng luôn. Đi, lui ra, con lui ra phía sau hái tiếp. Đó, hái đi. Thấy không? Ừ, má thấy đó, má hái đi. Rồi, bỏ vô. Còn nữa kìa, hai trái kìa. Đó. Hái nhanh tay lên con. Đó, nhanh nữa đi. Cái bữa nữa nó chín á, hái nhanh thoăn thoắt luôn. Đó, biết phụ mẹ hái cà chua rồi đó nghe. Chút nữa vô làm. Đây nữa nè, quá chừng luôn. Quá chừng lắm. Đây các bạn, cà chua đầu mùa thì bây giờ có chừng này thôi. Mấy mẹ con chua vô trong cái lùm cà chua hái nè. Đây có một chùm nè các bạn. Wow, một chùm nè. Đi hái đi. Đó, con bỏ vô rổ lần trước nè. Đó, đây trái nữa. Mẹ hái. Đây, cho con hái một trái bự nè. Mẹ hái trái nhỏ. Mẹ hái hết đi. Wow, mẹ hái xịt thơ luôn. Quá chừng luôn. Hết rồi. Đầu mùa như vậy thôi. Ô, oh, bên đây. Này trái nè. Cho con hái cái đó. Rồi con cầm luôn cái rổ luôn. Rồi đi qua bên này hái đậu nha. Rồi đi con. Đó, cà chua, bầu, bí. Bây giờ đang ra trái nè các bạn. Thấy đã chưa? Đó. Không, ra trái mình phải thụ phấn á. Nè, có trái bầu dài nè. Thụ cho nó miếng cái là ngày mai cái trái nó lớn lên cái mình được ăn rồi đó ha. Đó, xong rồi được trái bầu đây các bạn. Các bạn ơi, đó lần đầu tiên bé Vi được bẻ xà lách san hô, bây giờ nó tím đẹp rồi. À, hai mẹ con mình bẻ nè, bẻ đi con, bẻ xuống vậy nè, bẻ xuống rồi. Giờ này nhìn mẹ bẻ này ha. Lấy một cái tay ở trên chặn, một cái tay dưới đẩy lên nữa, phải không? Quá chừng đã luôn các bạn. Vườn rau bây giờ ăn hoài không hết. Trời nắng ấm. Xong cái mình tưới nước á,
xà lách nó phát triển nhanh. Đậu mẹ nhổ luôn. Phải nhổ luôn. Ở bên này này, bên cả chùm luôn. Đó, con mẹ đi. Bé biết xà lách này làm gì ăn không? Nhằm rau trộn hả? Rau trộn, xà lách trộn nè. Ăn bánh xèo. Thích ăn bánh xèo không? Dạ, bên này. Con cặp bẻ mạnh 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 không? Mạnh đi, bẻ thoải mái đi. Quá chừng đã các bạn. Bị vui không? Dạ vui. Đi ra vườn bẻ trái cây với con gái vui gì đâu các bạn ơi. Nè, quá chừng ngon các bạn. Mình ngồi mình hứng cho con gái mình nó bẻ rau củ rồi khoảng mấy bữa nữa kìa, mấy bữa nữa có nhiều thứ hơn nữa, chừng 2 tuần nữa đi, 2 tuần nữa có bầu, có bí, có mướp, có cà chua, có cà tím, rồi ớt, rồi bắp, đủ loại hết các bạn. Con gái mình nó ra ngoài nó trải nghiệm, nó hái cảm thấy vui. Ngày nào mà mấy mẹ con ra ngoài phơi nắng rồi nói chuyện với nhau rồi tưới nước rồi đó, cái ngày đó tự nhiên mình vô nhà mình thấy nó khỏe, nó vui lắm. Rồi mình nó tắm nắng rồi mình ra mình hưởng cái thời tiết không khí đó, trong lành đó, cái nghe chim hót nữa đó, con mình nó được hái rau củ nữa. Vì biết nấu món gì của xà lách không? Xà lách trộn ha. Vì trộn gì, vì bỏ gì, nếu vì làm này vì cắt thịt rồi vì bỏ gì nè? Trứng, trứng rồi gì nữa, nước sốt thì vì bỏ gì? Chanh, bỏ chanh không? Vô chân á. Rồi con bỏ gì vô nữa? Có chi không? Có phô mai không? Có, chi có phô mai rồi mới có cà chua ha. Cà chua. Đủ thứ đó các bạn, trộn cái rau xà lách này nè. Đó. Vì đó các bạn nào mà cùng trang lứa với baby nè, đi hái rau củ với baby không nè. Đó, 6 năm rồi giờ mới quay lại hái rau mẹ. Đó, được rổ nè. Đó, hai mẹ con mới hái sơ sơ cái đựng rổ là ăn sao cho hết các bạn ơi. Rồi đi hái tiếp thôi nha. Đi. Đi 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 đi. Thích quá đi thôi. Rồi, con đi vô trong đó chuẩn bị hái cà tím nè. Đó, vô trong tất cả những thùng cà tím rồi ớt của nhà mình đó, mình trồng ở trong này nè. Đó, có trái nào không con? Con nhìn thử có cây nào nhiều ớt, nhiều cà tím chỉ mẹ. Có trái ớt đó hả? Rồi, tới đó hái. Quá chừng xanh tươi luôn. Đó, các bạn thấy mấy cái bình sữa bên kia không? Là bây giờ mình không kịp ra tưới đó, mình phải bỏ nước vô trong cái bình sữa đó, mình đục, mình bỏ cái đồ ngoáy lỗ tai vô, mình cho nó chảy nhọt 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 đó, để cho nó tưới nhỏ giọt nha. Quá chừng đã luôn. Có trái ớt nào không con? Ồ, cái đó nó có nhỏ quá. Bên kia kìa, bên kia bự hơn kìa. Đi con. Ừ, đi xuống dưới kìa. Cái nào bự? Có cái nào bự không? Ồ, cái đó được cái hen. Ồ, mu chi. Chó mu chi các bạn, nó thấy mấy con chim rừng á. Qua đó cái nó tới. Nè, ớt của mẹ chồng nè Vi. Đó, cho con hái nè. Đó, hôm nay là cho Vi hái hết vườn luôn. Hái cái này. Đó, con thích cái nào, thấy cái nào bự nhất thì con hái đấy. Cái bự này. Đó, ngồi xuống hái mới thấy được. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Đó, con thấy trái bên này bự nè. Bên này. Ừ, một vặn được không? Thấy chưa, con nhìn lên này nè. Đó. Ừ. Đó, mẹ dịnh cho con hái. Hái đi. Đây, hái ớt, bị hái trái, mẹ hai trái. Ok. Cái chừng nó vặn nó bảy. Ồ, hai trái nè các bạn. Xem này, ớt đầu mùa hay đã lắm. Cái này rổ xà lách. Đây, cái rổ này nè. Đây. Đây. Đây là tất cả những loại củ quả ở vườn nhà mình nè các bạn. Lăn tới lăn lui nhìn tươi rói. Đó, hai trái. Rồi con muốn dặn trái nào nữa không? Có cái này bự nè. Có trái nào. Rồi con vặn đi. Đó, ra vườn với con mình á, trồng trái cây xong giờ con nó hái đã. Wow. Cũng biết làm kiểu, cũng dơ lên cho các bạn xem nè, nhìn trái ớt nè. Chà, nó mắc lạnh, muốn cắn một trái quá. Không ăn quá, mình ăn thử nha. Đi ăn không? Muốn ăn không? Dạ ăn. Dạ ăn luôn. Để mẹ chui cho, chui chui. Con chui lại đi.
đưa lại cho nó sạch, mẹ chọn cái mẹ ăn. Đó, hai mẹ con ra vườn. Bé Vi có cái khẩu vị ăn rất là giống mẹ luôn, mẹ ăn cái gì là ăn được cái đó. Còn bé Văn thì giống ba, đó mẹ ăn cái gì cũng ăn theo nhưng mà ăn không thấy ngon, giống như ăn đậu Hà Lan á, giả bộ nói ngon thôi nhưng mà rất là khó ăn. Nhưng mà bé Vi là ngon, là ngon thiệt nha, giống khẩu vị của mẹ lắm. Rồi dạ, bây ăn. Giờ mời ông bà cô chú đi. Mời ông bà cô chú ăn cùng Vi trái ớt. Ăn cùng Vi trái ớt. Đó, thấy chưa, trời ơi đã quá. Đó, rồi hai mẹ con ăn trái ớt nha, ăn thử nha. Ớt nó chưa có chín đâu, nó chỉ mới non non thôi, chưa có chín. Không, không có ngọt hả? Không có ngọt đâu, nó chỉ hăng hăng giòn giòn thôi. Rồi con ngồi thẳng lên ăn nè. 1, 2, 3, mời. Wow. Giòn rụm các bạn ơi. Hăng 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 mùi ớt, mà nó có vị ngọt ngọt. Ha. Mm. Xíu ra đây. Núp qua bên cây ớt. Nó ôm cây ớt luôn đi. Cũng ngon. Cái này là mình thích nhất là mình chiên cái trứng á, mình chấm lên nước mắm chua ngọt. Cái mình ăn cái ớt. Ngon lắm. Ăn rồi mình rủ bé Vi. Hai ớt vô toàn rủ bé Vi ăn với mẹ không à. Bé Văn nó trốn, Văn không biết đường ăn. Văn mà rủ ăn ăn chuối cũng không biết đường ăn. Thích ăn vô tay mà xay ra mới ăn, mới uống. Ngon quá à. Có hơi giòn á. Nó giòn. Mẹ con đây à. Wow. Ngồi với mẹ nè. Này mà nó chín một tí nữa thì nó ngọt ngọt, nó bé béo cay cay mặn mặn. Trái cây á, các bạn để ý đi, tất cả những vị trái cây nó đều có một chút xíu mặn trong đó, nhưng mà mình để ý kỹ lắm á mới thấy được. Ăn như thèm khác lắm, nó ngon lắm nha các bạn. Nhiều bạn thấy mình ăn ngon quá chạy ra chợ mua trái ớt xong cắn xong ném luôn. Nó là chị ơi nó hăng quá mà sao chị nói ngon, ớt ở Mỹ nó ngon. Nó ngon thì mình nói ngon chứ giờ mình biết sao. Chắc là tùy giống ớt. Rồi đi hái tiếp thôi nha các bạn. Ở bên này có trái ớt màu tím nè, bé Vi nó ăn ngon lành lắm các bạn. Nó giống mẹ, thích ăn trái cây rau củ quả vườn tươi á, khoái. Ngon không? Ngon. Dạ ngon kìa. Đó các bạn ơi, bây giờ cho bé Vi bẻ hai trái ớt màu tím. Nhưng mà giờ nó thành đen thù lui luôn đó. Con dở lên nè, dở lên con xem nè. Đó, đó các bạn thấy nó đen không? Rồi con bẻ đi. Bẻ. Rồi con bẻ đi. Đó, mâm trái cây rau củ quả đó. Quá đẹp luôn. Đây bỏ vô. Nhìn trái này đang đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Bỏ vô mẹ trồng mà sao không đẹp. Rồi, con khiêng cái mâm này cho mẹ đi hái tiếp mấy thứ khác nha. Này con khiêng cái mâm cho mẹ. Đó, đi ha. Đó, các bạn xem Vi mới ngày nào mình dẫn Vi ra hái blueberry. Lúc đó Vi được nhiêu tuổi à? Văn nó 5 tuổi là Vi được 9 tuổi, đúng rồi. Lúc đó Vi 9 tuổi đó, mà bây giờ 16 tuổi rồi thôi, 15 tuổi mấy rồi, chưa tới 16 tuổi đâu. Rồi. Các bạn ơi, qua cái khu vườn này thì mình quay lại cho các bạn xem, mấy ngày này không có ra hái rau, rau nó lớn quá chừng có đất luôn. Đó, chỗ kia bắp cải rồi nó tốt quá chừng. Ở đây là cho các bạn xem nè, mận, hôm nay á, mận nó hườm rồi, nó chín hườm rồi nè các bạn, mới có mấy ngày mà thấy nè. Thấy nè, nhìn thấy mận nè, đó. Nó ửng đỏ má hồng này các bạn thấy không? Nè, nhìn thấy cưng không? Đó, mấy ngày nữa là sẽ chín. Còn cái trái này nè, trái này nó đỏ hết trái luôn rồi nè. Không biết ăn nó thế nào nữa, nó hườm thôi. Giờ không ăn, để nó chín rồi ăn. Ăn cái trái này nó hơi chua đó. Đó, cả chùm luôn, thấy đã lắm. Bây giờ bên kia nó chín rồi kìa. Nó hườm rồi đó, thấy không? Quá đã luôn. Cherry nó còn trái không các bạn? Cherry 2 ngày hôm trước
ra còn trái. Ô bây giờ chim nó ăn sạch không còn một trái luôn. Ồ nó ăn sạch hết trơn hả con? Mẹ để lại nửa cây cherry luôn á mà giờ sạch không còn trái. Wow, thiệt là vi diệu, quá super vi diệu các bạn. Chim nó ăn mà nó ăn mới có từ đêm đến sáng mà ra sạch bách cây cherry luôn các bạn, đã không? Khỏi phải hái nữa. Đây các bạn xem cái súp lơ màu tím nè, nó gần bằng với cái áo của baby luôn. Đó, cho con hái đó con. Con hái đi. Con vặn được không? Vặn được không? Cho con vặn đó. Mẹ hái nhiều rồi, giờ đến cho con hái đó. Đây là con lấy cái kéo á, con cắt. Con cắt cái gốc nó rồi con bẻ cho dễ. Con cắt nổi không? Đó, hồi nhỏ cách đây 6 năm vi ra vi cắt mấy trái bí đó. Giờ cắt cái này nổi không? Coi chừng kẹp tay nghe con. Wow, cắt nổi luôn hả? Wow, bẻ, vặn, vặn. Wow, đẹp quá ta. Vì thích ăn này lắm phải không? Dạ, thích. Bữa hôm đó mẹ xào, ăn xào. Thấy sao? Thấy ngon quá. Ồ, thấy ngon quá hả? Dạ. Rồi con bỏ vô đi. Đó, con gái ra hái được bắp. Còn cái này thì đợi nó lớn lên rồi mình hái tiếp nha. Đó, đợi lớn hái tiếp. Còn nhổ cái cây này đi, để cho nó phát triển. Để Vi giúp má hả? Vi giúp nổi không? Wow, Vi mạnh quá, super mạnh luôn. Rồi con bỏ xuống dưới. Bỏ đây, bỏ đây. Để cho nó có đất vậy thôi. Bỏ vậy đó. Rồi, để ngày mai mẹ tưới cho nó rớt đất xuống. Rồi con chưa sửa soạn, cầm mấy cái khay cho mẹ một cái đi. Này, con cầm theo. Một cái khay đủ trái cây á, còn cái salad để mẹ cầm cho. Rồi đi tới chỗ khác hái tiếp. Ồ, mình có hành bơ rô này các bạn. Hành bơ rô mình trồng ké đó, tỏi tây đó, mình trồng ké với cây ớt mà giờ nó tốt chưa nè. Đó, nguyên một dãy luôn. Ồ, đi ngang qua đây có mấy cây xà lách nè các bạn. Nè, con tước đi. Tước hả? Ừ, con tước bên kia kìa. Đó. Tước hết rồi đó. Tước hết luôn. Tước xong rồi má nhổ cây xà lách này, tại nó trời nắng á, xà lách nó cao nhưng mà cái lá vẫn còn ăn được nha các bạn. Xà lách san hô này mình định nhổ bỏ nhưng mà mình tước xong á mình mới nhổ. Wow, mấy mẹ con đi ra vườn hái trái cây rồi rau củ rồi thấy vui quá. Đó, năng lượng tràn về. Ùa về giống như mình là con gái 18 tuổi vậy đó. Đổi lại là 81 đi. Mình 81 nha. Đừng nói 18, các bạn vô các bạn la mình quá. Cái trời ơi, bà già ngắt rồi mà bà cứ nhận bà 18 tuổi. Quá đã luôn các bạn. Được rồi các bạn. Xong phải nhổ luôn. Nhổ dọn vườn luôn. Để cho mấy cái ớt này nó lớn nè. Xà lách này nó giòn lắm các bạn. Xà lách cuộn này. Rồi, dọn cho nó nứt lên ăn cái khác. Xà lách này nó nứt lên lại. Khi nào nó ăn mà nó cao thì cao kia là xong. Đó, hấp dẫn nghe. Đây là cây đào của mình nè các bạn. Bây giờ trái bự chưa, cây đào cổ thụ đó. Nè, quá chừng trái luôn á. Vài bữa nữa kia nó mới chín nè. Bên này nữa nè. Đó, cây triệu trái ha. Bây giờ trái cây trong vườn đua nhau mà chuẩn bị đợi chín thôi. Dễ thương hết mất nó luôn. Wow, cây táo đẹp quá mẹ trồng nè. Đó, các bạn xem táo quá chừng nè các bạn thấy không? Đó, nè táo mật ong quá chừng đã luôn. Wow, không biết khi nào nó mới chín nữa. Nó thơm, cái mùi thơm mà chưa tới, phải 2 tháng nữa nó mới thơm. Mà hửi mà chưa tới 2 tháng nữa mà bây giờ là nghe mùi thơm từ xa rồi đó, 2 tháng nữa mới tới thơm. Rồi đi. Đó, quay coi coi mẹ mặc áo bà ba đứng bên này đẹp không con? Ờ giờ đẹp quá má. Đó. Chiếc áo bà ba lâu ngày em không mặc. Hôm nay em mặc chiếc áo bà ba gửi cho anh xem nè. Tăng 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 tăng. Hết rồi, không biết gì nữa hết. Đó, ghé tới vườn dâu tây các bạn ơi. Dẫn bé Phi tới đây cho nó hái dâu tây nè. Bây giờ dâu tây là hết mùa rồi. Mà xem có trái bự nè. Phi hái đi. Trời ơi, cái trái bự dữ con.
Wow, trời ơi, bẻ à má, nó đã quá. Có bẻ không? Bẻ đó, không bẻ đi. Coi bé bẻ ra vô tay kìa, đã chưa? Con muốn ăn không? Rửa đi ha, vô nhà. Hay có cái vòi nước mình xịt đi rồi mình ăn. Đây, đâu có nhiều đâu, được có mấy trái à? Đó, quá đã luôn. Đây này, đây này. Ồ, đây nữa. Trời ơi, nó chín đã, con hái đi, con hái đi. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Wow, ba trái luôn. Rồi, bên này nữa nè con, bên này nữa nè. Nè nè. Nè, hôm nay Vi ra trúng mùa cái ta. Ngồi xuống hái đi. Đó. Cách đây mấy năm được hái trái bí tròn, bây giờ lại hái trái dâu tây. Đó. Trời ơi, con vặn đi. Trời ơi, nó bứt bay gốc của mẹ luôn. Thèm hả? Con thèm phải không? Cũng hơi ngon mà phải rửa ra. Tí nữa mà rửa ra. Tại dâu tây nó có cái hột hột này, nó hay bám đất vô đó. Còn ớt thì mình còn chùi được, tại vì nó láng. Có trái nào nữa không? Từ từ, cái này có blackberry nè. Hơi sợ gai đó. Nè, cho con hái đó. Hái cho dâu tây. Muốn nhổ cả gốc của mẹ. Wow, ngon quá ha. Vậy chứ. Quá chừng luôn nè. Đã chưa? Hôm nay Vi được hái nhiều thứ quá ta. Trời ơi, đẹp quá ha. Bên này nữa nè. Này nữa nè. Trái này nè. Thôi để mẹ hái trái này cho. Đó. Chạy xuống dưới này coi thử có trái nào. Bây giờ tao lùng nó bự. Mới ngày hôm qua tới ngày hôm nay thôi mà nó bự. Thấy rõ không các bạn? Các bạn nói mình đổi máy đi. Máy này là Canon G7X. Máy này là quay rõ nhất. Rõ rồi đó các bạn. Mình mua, mình quay từ trước giờ đó. Mà rớt bể máy thay hoài. Chỉ có trời nó chiều á, không thấy thôi, có chân rắn nha con. Đá đá cái thùng coi có con gì không. Rồi mình mới vô mình hái. Chắc hết rồi hả? Đấy 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 đấy. Đấy đấy. Hả? Mà hái đi. Chợ bé Vi được trải nghiệm đi hái dâu, khỏi cần vô farm nha. Rồi bỏ vô. Đó, hái xong phải khoe trái dâu rồi bỏ vô coi lịch sự dữ không. Đó, còn khoe trái dâu lên nữa, còn mẹ khoe là bị la, Vi khoe lại không bị la. Rồi, được chưa? Wow, đây có một chùm luôn đây. Chưa có chín. Có trái bự hả? Qua hái đi. Rồi con bỏ vô đi. Rồi, được rồi đó, đi lên hái đậu Hà Lan xong cái này. Trái bự không? Ờ, con hái đi. Đã quá vậy. Thôi mẹ coi coi. Wow, nó đẹp giống như Vi vậy á. Đẹp hả? Ừ, Vi đẹp hay xấu? Không biết. Mẹ đẻ ra phải đẹp rồi, con của mẹ mà. Mẹ nuôi cực khổ rồi, đẹp quá. Đi, rồi con đi lên đi. Nuôi cực khổ từ nhỏ lớn á. Nuôi... Đấy, đó có một trái dâu lò ra kìa con. Ừ, quá chừng luôn nè. Coi chừng có con gì không? Mày giống mẹ mày quá, khoe khoe bị la đó con. Hái xong bỏ vô rổ luôn. À, có ừ. Hái bỏ vô rổ luôn, đừng khoe nữa con. Ừ, bỏ vô rổ. Giống mẹ. Rườm rà giống mẹ bị la. Ờ, con bẻ đi. Trời ơi, đã quá. Sơn trà vẫn chưa chín nha các bạn. Đó, nó vậy đó, không biết bao giờ nó mới bự lên đó. Cái trái nó có vậy vậy thôi à. Đợi để có ăn. Nguyên cả cây luôn á. Trái táo này bự nhất nè. Wow. Vi muốn ăn táo không? Vi coi, Vi rờ trái táo thử đi nè. Ừ, con rờ thử đó. Đó, coi. Đừng có cái chân rụng của mẹ con. Con rờ nhẹ nhẹ thôi, rờ gì cũng muốn lắc con người ta rụng gốc á. À, được có mấy trái mày cân lắm ở đây nữa nè. Đã quá. Ồ, bên đây nữa. Wow, táo lùng con này nó chùm luôn nè các bạn. Xem nè, nó mọc chặt cứng luôn. Wow, nguyên cái chùm tới 6 trái luôn nè. Hết rồi. Đi hết chưa hả? Rồi được rồi, thôi thôi con hết một cái nó bay gốc cây của mẹ luôn.
Con hép đi, con hép coi 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 con hép như thế nào. Ôi thôi 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 thôi. Ôi trời thôi 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 thôi. Nhổ luôn cả gốc của mẹ đó. Bạn mấy mẹ con rửa trái dâu ăn các bạn ơi, thèm dâu quá. Dâu nó hết mùa rồi, giờ đầu mùa 2 á nó ra được vài trái thôi mà thấy thích. Rồi con lắc lắc đi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi con, dập hết. Rồi, được rồi. Đây các bạn ơi, mời các bạn và các em nhỏ ăn trái dâu tây. Cái trái này sao nó đen rồi này. Trái nào không có đen đâu. Cái trái này cái hột nó bị nám nắng á. Đó, các bạn xem này cái trái này. Nhìn nó ngon dễ sợ luôn. Mời các bạn nha. Ăn vài trái dâu tây thôi là đã thấy ngon rồi đó. Chưa ăn thấy ngon rồi. 1, 2, 3, ăn. Mời ông bà cô chú đi con. Mời ông bà cô chú. Con lỡ cắn rồi. Con lỡ cắn rồi. Cho con xin lỗi. Cho con xin lỗi. Nếu mẹ này mẹ chưa cắn nè. Bây giờ mẹ bắt đầu cắn nha. Thơm ha. Lại thơm. Nó thơm mà nó ngọt. Trời nắng vào tay nó ngon thiệt các bạn. Trái này ngon nè cho con. Trái này ngon nè. Cảm ơn má. Cảm ơn má này lịch sự quá. Dâu welcome không? Không có chi. Ngọt ngay à. Ngon không con? Ngon. Wow, cái trái này bự nè cho con nè. Cho con cái này. Cái bự nè. Này, nhìn nè. Nè các bạn, cái trái này nó ngon, nó tròn. Muốn ăn không? Ăn xong cái răng dính vào tay không? Ha. Nè, cho con nè. Cảm ơn bác. Dâu trái nào cũng ngon. Ngọt tí không? Ngọt ngọt chua chua. Ngọt. Trái này chắc ngọt dữ á. Nè ăn. Ngon không? Con ăn nữa không? Wow, ăn nữa hả? Đi ra vườn với mẹ sướng không? Thì ăn đủ thứ trái cây. Rồi trời nó cũng tối rồi. Mũi nó ra nè các bạn ơi. Thôi hai mẹ con mình đi vô nhà. Mũi nó dí nó chích. Đó, nguyên cánh vườn dâu tây của mình đó là mùa 2 á. Nó đang ra đó. Bởi vì ra đây cứ ăn liên tục thôi. Rồi chắc được rồi đó con. Rồi mình đi ha. Thôi ăn no thôi hả? Dạ. Đó, hái được mấy trái dâu tây mấy mẹ con ăn rồi, giờ bỏ vô đây. Đó các bạn, thì hôm nay mấy mẹ con ra vườn trải nghiệm cái vườn có gì hái đó. Thì hái được chừng này nè các bạn. Thì hôm nay khu vườn của mình có được rau củ quả nhà vườn. Dẫn con gái ra hái, thích rồi. Vi hôm nay thích không con? Dạ thích, nó hơi vui. Hơi vui hả? Chứ dạ. Không phải là vui hả? Chỉ hơi vui thôi hả? Vui. Thì cảm ơn bà cô chú và các bạn đã ghé đến kênh của mình và xem mình với con gái mình hái. Nếu mà các bạn yêu thích mình đi hái chung với con gái mình thì các bạn nhớ nhấn cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Vi, cảm ơn bà cô chú đi. Cảm ơn ông bà cô chú. Đã xem Vi hái. Đã xem Vi hái. Rồi, Vi xin tạm biệt. Vi xin gặp Vi. Tạm biệt, tạm biệt ông bà cô chú. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Tạm biệt. Trời ơi, mẹ cười đẹp quá. Vi cười đẹp không? Đó, cái giàn đậu Hà Lan đúng rồi. Phía sau còn rất là nhiều trái luôn. Bữa nào ra hái nha. Rồi, tạm biệt Thi đây.